Tổng thống Venezuela tố Thủ tướng Tây Ban Nha âm mưu lật đổ tin từ Caracas, Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã đột ngột tung đòn tấn công nhắm vào Thủ tướng Tây Ban Nha Philip González khi nói rằng vị chính khách Tây Ban Nha này đã công khai ủng hộ những người bị Maduro cáo buộc về tội âm mưu lật đổ chính phủ của ông. Xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước và chương trình phát thanh hàng tuần, Maduro chỉ trích Thủ tướng Tây Ban Nha là người đang hưởng đồng lương hậu hĩ đã công khai cuộc vận động chống Venezuela bằng cách ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ ông do những người không hiểu biết về hiến pháp và tìm kiếm sự can thiệp của ngoại bang thực hiện. Maduro còn tiết lộ rằng Philip González hiện là công dân Colombia đã được cấp quốc tịch vài tháng trước đây. Lời tố cáo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Maduro loan báo rằng Philip González sẽ đại diện cho lãnh tụ phe đối lập Venezuela gồm Leopoldo López và Antonio Ledezma đang bị giam trong tù. López là kinh tế gia tốt nghiệp trường Đại học Harvard đã bị bỏ tù một năm về trước về tội tổ chức cuộc biểu tình trên đường phố chống Maduro. Chính phủ Venezuela cho rằng sự kiện này đã dẫn đến các cuộc bạo động làm thiệt mạng 43 người. Hồi tháng qua, thì Antonio Ledezma, 59 tuổi, cũng đã bị mật vụ Venezuela bắt giam văn phòng làm việc và bị cáo buộc âm mưu gây bạo động chống Maduro. Maduro cũng đồng thời tố cáo Hoa Kỳ hậu thuẫn cho âm mưu đảo chính tại Venezuela.